thái biểu diễn của nghệ sĩ Thiên Đường. Và các bạn hãy chúng mình hãy vỗ tay thật to để cổ vũ các bạn nào. Học sinh đầu tiên, các bạn hãy chúng mình hãy vỗ tay thật to để cổ vũ cho bạn nào. Một nghệ sĩ diễn tương lai của trường trung học cơ sở Vân Canh. Cảm giác của bạn